Chị Trân. À, chị Trân, sếp có gọi yêu cầu tất cả mọi người đúng một tiếng nữa là phải tập trung ở sảnh đó chị. Mọi người là ai? Dạ là toàn bộ công ty ạ. Có chuyện gì? Em không có nghe sếp nói, nhưng mà sếp yêu cầu tất cả mọi người đều phải tập trung lúc 9 giờ ở sảnh này ạ. Chuyện gì nữa? Dạ. Nói. Sếp yêu cầu chị không có được vắng mặt dù với lý do gì ạ. Em hãy tận hưởng món quà hôm nay nhà tặng cho em đi. Em bảo có chuyện muốn nói cho cô ta đúng không? Tôi muốn nghe lời xin lỗi. Không nghe vợ tôi nói gì sao? Xin lỗi vợ tôi đi. Sao hả? Nhân sự. Tôi xin lỗi. Nhìn vợ tôi mà nói. Tôi xin lỗi. Em có đồng ý tha lỗi cho cô ta không? Từ nay đừng bao giờ như vậy nữa. Con không biết cảm ơn. Cảm ơn. Em chỉ cần phục tùng một mình anh, em sẽ được sống trên đầu hàng trăm cái khác. Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Xem ngay ngoài hàng ăn có bộ Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.